chính thức ấn định thời điểm Joshua tái đấu UFC. Medroom Boxing chính thức ấn định thời gian diễn ra trận tái đấu được mong chờ giữa Anthony Joshua và Oleksandr Usyk. Sau tất cả trận đấu được mong chờ giữa Anthony Joshua và Oleksandr Usyk đã chính thức chốt thời gian tổ chức. Theo công bố từ Medroom Boxing, phần 2 của trận đại chiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 tại Ả Rập Xê Út. Ở lần đụng độ đầu tiên vào hồi tháng 9 năm ngoái, Joshua hứng chịu thất bại toàn tập trước Usyk. Phát biểu sau khi trận tái đấu chính thức được xác nhận, nhà vô địch Olympic 2012 cho hay: "Thật là một hành trình đáng nhớ với đủ công bậc cảm xúc khi thượng đài tranh tài vô địch hạng nặng thế giới lần thứ 12 liên tiếp. Tôi đã có được nó, thâu tóm hạng nặng, giành thêm một chiếc đai khác, mất đai và rồi lần thứ 2 thống trị hạng nặng. Giờ đây tôi đứng trước cơ hội lần thứ 3 trở lại ngai vàng của mình." Được biết Joshua đã chia tay huấn luyện viên lâu năm Rob McLaughlin, cự vương hạng nặng tìm đến sự trợ giúp từ Robert Garcia, người cho rằng tay đấm Anh Quốc đã mắc sai lầm chiến thuật, dẫn đến thất bại trước Usyk. Khi bạn có lợi thế lớn hơn đối thủ về cân nặng, chiều cao, sải tay và sức mạnh, bạn phải tận dụng triệt để những lợi thế đó. Joshua là kiểu võ sĩ luôn lắng nghe những ý kiến của đội ngũ, nên cậu ta đã làm những gì được chỉ bảo và điều đó hoàn toàn sai lầm, Garcia nhận định. Về phía Usyk, nhà vô địch WBA, WBO và IBF hạng nặng tỏ ra bình thản trước thềm tái đấu. "Tôi có một mục tiêu, với sự giúp đỡ của Chúa, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình." Với việc Tyson Fury nhiều khả năng sẽ rút lại tuyên bố giải nghệ, người thắng trong màn tái đấu sắp tới tại Ả Rập Xê Út sẽ bước vào trận thống nhất đai hạng nặng với nhà vô địch WBC. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua lần đầu giải thích cách bản thân để thua Usyk. Anthony Joshua đã có những chia sẻ về thất bại trước Oleksandr Usyk bằng tính điểm trong cuộc so găng vào tháng 9 năm ngoái. Tại London, Joshua đã để mất 3 danh hiệu lớn hạng nặng bao gồm WBA, WBO cùng IBF vào tay Usyk sau màn thể hiện thiếu thuyết phục hồi năm ngoái. Họ dự kiến sẽ tái đấu vào ngày 23 tháng 7 tại Ả Rập Xê Út, với số tiền phân chia lên đến 90 triệu bảng. Ở trận thua tại sân vận động Tottenham Hotspur, cả 3 trọng tài chấm điểm đều công nhận tay đấm người Ukraine xứng đáng giành chiến thắng. Một trong số đó chấm Usyk thắng 9 trên 12 hiệp. Về phần AC, số hiệp đấu anh chiếm ưu thế nhiều nhất được công nhận chỉ ở mức 5 trên 12. Joshua khẳng định anh đã cố gắng vượt qua mài Oleg bằng kỹ năng và cho rằng bản thân đã thắng ít nhất 5 hiệp đấu với phát biểu: "Tôi nghĩ tôi có thể so kỹ năng cùng anh ta với tư cách là một võ sĩ. Tôi cho rằng anh ta đã thắng nhiều hơn tôi 2 hiệp đấu. Đó là nguyên nhân anh ta trở thành nhà vô địch. Vậy nên mục đích của hiện tại là trở về với những điều cơ bản và hướng đến một cú knockout." Azi trả lời phỏng vấn của Oxford Union. Màn so găng lần 2 giữa Joshua và Usyk vốn đã diễn ra sớm, nhưng cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine bất ngờ nổ ra vào tháng 2, khiến sự kiện này bị hoãn lại. Usyk từng gia nhập quân đội và cho biết anh không nghĩ đến việc bảo vệ danh hiệu nữa. Tuy nhiên cách đây chưa lâu, tân vương 35 tuổi đã thay đổi quyết định. Usyk quyết tâm rời quê hương để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Joshua. Anh phát biểu: "Tôi quyết định trở lại tập luyện vì bạn bè và đồng nghiệp, một vài người trong số họ là những biểu tượng trước công chúng. Họ yêu cầu tôi quay về phòng tập. Bằng cách này, tôi có thể giúp quê hương của mình nhiều hơn là việc chỉ ở lại Ukraine hoặc gia nhập một tiểu đoàn bảo vệ lãnh thổ." Trong khi đó, Joshua cũng có sự thay đổi đáng chú ý nhằm phục thù đối thủ người Đông Âu. Azi nghe theo lời khuyên của đại diện Eddie Hearn và các fan hâm mộ, quyết định chia tay huấn luyện viên gắn bó lâu năm là Rob McLaughlin trước khi thượng đài lần 2 cùng Usyk. Ngôi sao người Anh giờ đây chỉ làm việc với một người huấn luyện duy nhất là Angel Fernandez. Trong quá khứ, chuyên gia này đã giúp Joshua giành lại ngôi vương hạng nặng từ tay Andy Ruiz vào cuối năm 2019. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Trận tái đấu giữa Joshua và Usyk sẽ không có nhiều khác biệt.
nhà tổ chức quyền Anh Frank Warren đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc tái đấu giữa Joshua và Oleksandr Usyk. Trong màn so găng được cả nước Anh chờ đợi vào ngày 25 tháng 9, Usyk đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Joshua bằng điểm số, qua đó đoạt luôn 3 danh hiệu lớn hạng nặng từ tay AC. Sau trận thua, cựu vương 31 tuổi đã kích hoạt điều khoản tái đấu trong thời gian tới nhằm giành lại các đai vô địch WBA, WBO, IBF và IBO mà mình từng sở hữu. Dù vậy, ông bầu danh tiếng xứ sở sương mù là Frank Warren không tin rằng trận đấu đó sẽ có nhiều khác biệt. Chia sẻ cùng Boxing Scene, nhà tổ chức 69 tuổi cho biết: "Bình luận của tôi không liên quan đến công việc của người tổ chức. Khi tôi là người ủng hộ Tyson Fury, tôi chỉ nghĩ rằng màn trình diễn của Joshua thật đáng thất vọng. Cậu ta khởi đầu chậm chạp và dường như không cố gắng bắt kịp với tốc độ của trận đấu. Tôi không muốn chỉ trích quá lời hay đá một người khi anh ta đang ngã. Joshua là một võ sĩ top đầu, nhưng chẳng thể hiện được điều gì với ưu thế của mình cả. Có thể cậu ấy đã thiếu sự quyết đoán, khát khao hay một sự thúc đẩy mạnh mẽ. Cậu ta không tham gia vào cuộc đua và giống như tôi đã nói, kết quả đó đã phá hủy một trong những trận đấu lớn nhất ở thời của tôi. Tất nhiên giờ đây Usyk là cái tên lớn ở hạng nặng và nhiều cuộc tượng đài hay có thể được tạo ra dành cho cậu ấy. Nhưng rõ ràng chúng ta đều muốn thấy Fury đấu với Joshua ở thời đỉnh cao của họ. Điều đó đã chấm dứt vào lúc này và chúng ta phải chờ đợi kết quả của cuộc tái đấu khác. Nó có thể cản trở việc thống nhất các danh hiệu thế giới và trì hoãn tham vọng của nhiều võ sĩ thách đấu. Hai trong số những người có thể trở thành nhà vô địch nói trên đều đến từ Queensbury. Joe Joy đứng ở vị trí số 1 của WBO, thêm vào đó là Daniel Dubois, võ sĩ đang có cơ hội tranh đai WBA. Chúng ta phải đảm bảo rằng quá trình thi đấu của họ diễn ra thuận lợi, không bị ngăn cản bởi những cuộc tái đấu được ưu tiên. Từ vị thế của một người thách đấu, Usyk giờ đây không còn dễ dàng đối mặt với những người thách đấu khác sau chiến thắng ấn tượng vừa qua. Tôi không thực sự nghĩ rằng trận tái đấu giữa Joshua và Usyk sẽ có nhiều khác biệt. Sau tất cả, không giống như cuộc so găng lần 2 giữa Joshua và Andy Ruiz, tôi không cho rằng Usyk tạo ra sự bất lợi cho mình." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Thể chất đáng sợ của Joshua trước trận tái đấu với Usyk. Anthony Joshua vừa tiết lộ một trong những bức ảnh mới nhất về bản thân trước màn tái đấu cùng Oleksandr Usyk. Aji hiện vẫn đang nỗ lực hết mình trong phòng tập nhằm giành lại những danh hiệu bản thân đã mất vào tay đối thủ người Ukraine trong tháng 9 năm ngoái. Thực tế, nhiều fan hâm mộ đã nhắc đến thân hình mỏng manh của ngôi sao người Anh trong trận thua Usyk, rút ra bài học từ những lời góp ý. Joshua đã chú trọng hơn vào việc cải thiện thể chất của mình ở cuộc so găng lần 2. Vào chủ nhật vừa rồi, cựu vương 32 tuổi đã chia sẻ một vài bức ảnh mới nhất của bản thân trên trang Instagram cá nhân. Nhà vô địch Olympic 2012 trông đồ sộ hơn hẳn lần anh xuất hiện gần nhất. Hình ảnh của AC được đăng tải như một lời đáp lại sự kỳ vọng của những người hâm mộ dành cho mình. Các bức ảnh của tay đấm đến từ Watford xuất hiện sau khi ông bầu Eddie Hearn xác nhận rằng những thủ tục giấy tờ của trận đấu đã hoàn tất. "Tôi có thể nói rằng các bạn đã nghe được lời công bố chính thức vào tuần tới. Phần giấy tờ đã hoàn tất, trận đấu đã sẵn sàng. Tôi nghĩ AC hiểu được rằng một trận đấu lớn như thế này thì cần thời gian. Dù sao chúng tôi cũng đang làm tốt công việc, cậu ấy đang tập luyện chăm chỉ, Oleksandr Usyk cũng như vậy. AC tự tin hơn nhiều so với những gì tôi từng chứng kiến trước mỗi trận đấu của cậu ta. Chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ thắng." Eddie Hearn nói thêm về việc Joshua rời khỏi Sky Sports để cộng tác với DAZN. "Khi AC trở thành người tự do, tất cả những nhà đài đều muốn làm việc với cậu ấy. Dĩ nhiên Sky muốn tiết lộ mối quan hệ, nhưng DAZN xuất hiện và tạo ra một sự thay đổi bước ngoặt. Vậy nên chúng tôi phải đưa ra quyết định về điều đó. Điều này cũng sẽ được công bố sau khi có thông tin về trận đấu." Theo dự kiến thì Joshua và Usyk sẽ bước qua trận đấu lần thứ 2 giữa họ vào ngày 20 tháng 8 tại Ả Rập Xê Út. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.